Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố vào sáng nay, 29 tháng 6. Đúng như nhận định trước đó, hầu hết điểm chuẩn nguyện vọng 1 các trường trung học phổ thông đều tăng so với năm trước, cá biệt có trường tăng 6,2 điểm so với điểm chuẩn năm trước. Trường Trung học phổ thông Hồng Quang, thành phố Hải Dương có điểm chuẩn cao nhất 38,6 điểm. Trường có điểm chuẩn thấp nhất là trường Trung học phổ thông Hà Đông, huyện Thanh Hà với 25,3 điểm. Năm nay có 36 trên 39 trường có số điểm chuẩn vào lớp 10 cao hơn so với năm trước. Trường tăng cao nhất là Trung học phổ thông Bình Giang, tăng 6,2 điểm khi lấy điểm chuẩn 36,9 điểm. Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ giữ nguyên điểm chuẩn so với năm trước là 31,3 điểm. Hai trường có điểm chuẩn thấp hơn so với năm trước là Trung học phổ thông Thanh Hà giảm 3,2 điểm và trường Trung học phổ thông Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang giảm 2,5 điểm. Theo điểm chuẩn đã được công bố, có 10 trường trung học phổ thông đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu, 29 trường tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 2. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi năm học 2022-2023 cũng tăng so với năm trước. Theo đó, lớp chuyên vật lý tăng cao nhất với 12,3 điểm khi lấy điểm chuẩn 48,65 điểm. Riêng lớp chuyên ngữ văn giảm 0,55 điểm khi lấy điểm chuẩn 44 điểm.